Chào các bạn, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách cài đặt tần số cho bộ Micro Sennheiser G4 cầm tay SKM500 G4. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ phải xem cái dài tần của cái bộ thu phát này nó có trùng nhau hay không. Thì đầu tiên các bạn xem ở trên cái tay mic đây có free range. Đấy, 626 đến 698 MHz đúng không? Thì các bạn xem ở cái thông số ở đằng sau của cái bộ nhận này nó có nằm trong cái dải đó không? Đó. Các bạn xem. Nó cũng nằm ở 626 đến 698 MHz. Như vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh cái bộ tay mic và bộ thớt này nó vào nhau được. Đầu tiên tôi thực hiện điều chỉnh cách nhất ở trên bộ nhận. Chúng ta sẽ thực hiện dùng cái lún lên xuống này để chúng ta điều chỉnh các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ cầm tay ở đây và mình nhấn, đúng không? Mình nhấn. Sau đó thì mình xoay nó, mình xoay lựa chọn đến phần preset. Đó. Frequency preset, đúng không? Và mình nhấn. Ví dụ tôi lựa chọn ở đây nó có ban và channel thì mình điều chỉnh nó sang 3 chẳng hạn. Ví dụ mình chỉnh sang số 3. Đó. Mình chỉnh sang số 2 đi. Đó. Và B kia mình cũng chỉnh, sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhấn. Và sau đó ví dụ như mình chỉnh sang B2 channel 2 chẳng hạn, mình nhấn. Đúng không? Thì nó sẽ trở về ngoài màn hình. Sau đó mình lựa chọn xong phần exit và thoát ra, đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ điều chỉnh ở trên cái tay mic, đúng không? Mình sẽ thực hiện bật nguồn ở đây và màn hình nó sẽ hiển thị sáng lên. Mình sẽ đây, ở đây nó có một cái nút xoay ở đây các bạn nhé. Các bạn xoay cái đít này ra. Đó. Đó. Các bạn xoay nó ra thì nó sẽ hở ra một cái bánh xe ở đây này. Đúng không? Cái bánh xe này nó vừa có chức năng xoay và vừa có chức năng nhấn. Đầu tiên các bạn nhấn. Đúng không? Các bạn nhấn. Và bạn nhấn xuống và sau đó các bạn xoay, các bạn lựa chọn, các bạn cứ gạt này, bạn có lấy tay bạn gạt này. Đó. Khi mà tới frequency preset các bạn nhấn, đúng không? Và ở đây nó cũng có chữ ban và channel thì các bạn sẽ lựa chọn cái gạt lên gạt xuống, thì các bạn lựa chọn đây, mình lựa chọn ban nó sẽ thành 2, đúng không? Và mình nhấn tiếp nó sẽ chuyển sang channel và mình sẽ chọn nó thành 2. Đó. Các bạn nhìn cái thông số nó giống nhau chưa? 630, 600Hz. Đúng không? Mình nhấn. Máy nó báo đã nhận sóng này các bạn nhé. Sau đó mình alo thử các bạn nhìn. Được. Okay. Được. Lên. Không thể lên các bạn ạ. Lê, à đây nè, nó phải một tí nó mới bắt được sóng. Đây, lê, như vậy thì mình alo nó đã lên tiếng rồi các bạn nhé. Lê, 2, 2. À, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn một cách lựa chọn một cái tần số chính xác nhất mà các bạn có thể sử dụng.
Ví dụ như các bạn muốn lựa chọn cái, ở đây nó có các cái trên kênh và channel, khi mà các bạn cho ban và channel nó trùng tần số nhau thì nó đã ra các cái tần số mặc định của nhà sản xuất, đã cài đặt mặc định ở đây. Nhưng bây giờ mình muốn nó không dùng ở cái giải này, ví dụ mình không muốn dùng cái tần số mà nhà sản xuất người ta đã cài đặt sẵn, mình muốn dùng sang một cái tần số bất kỳ mà mình thích chẳng hạn. Ví dụ ở đây mình muốn nó chuyển sang thành 630, 631 chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ lựa chọn tần số như thế nào? Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn. Bạn nhấn set, bạn chọn vào cái phần Advanced nhé. Bạn ấn tiếp và các bạn xoay lựa chọn sang phần tơn, bạn nhấn vào, đúng không? Vừa rồi 630, đúng không? Bây giờ mình muốn chuyển sang 631 chẳng hạn. Đó, 631 rồi. Mình nhấn tiếp. Ví dụ như là các bạn có thể lựa chọn 631 phải bao nhiêu MHz cũng được. Ở đây thì mình lựa chọn 631.00 đi, đúng không? Đúng không? 631.000 MHz, đúng không? Thì trên cái tay này mình cũng thực hiện như vậy. Sau khi lựa chọn xong, các bạn sẽ xoay nó thành sang cái acid và các bạn thoát nó ra. Đó, 631. Thì ở trên tay mic này mình cũng sẽ chỉnh nó sang 631, đúng không? Được. Khi mà mình chỉnh nó chưa đúng tần số thì mình alo nó sẽ không có tín hiệu các bạn nhé. Mình sẽ lựa chọn, nhấn vào, mình nhấn xuống, mình cũng lựa chọn sang cái phần Advanced, đúng không? Sau mình nhấn, sau đó mình chọn lựa chọn sang phần tơn và mình nhấn tiếp. Đó, mình sẽ lựa chọn nó lên xuống này, mình gạt lên xuống để lựa chọn cái dài tần mình mong muốn. Mình chỉnh ra sang 631 này, mình nhấn tiếp theo ở phần 600 này, mình cũng dùng cái nút gạt lên xuống này, mình gạt nó, đúng không? Và mình lựa chọn cái dài tần mình mong muốn. Rồi, 631.000 đúng không ạ? Mình nhấn. Sau đó mình thoát ra. Đây là mình demo thôi nhé. Còn các bạn thích không 631, các bạn thích chọn giấy nào thì các bạn chọn. Không nhất thiết là phải 631 giống mình. Được. Các bạn chờ một tí thì tín hiệu nó mới nhận nhé. Đó, tín hiệu đã nhận rồi đấy các bạn nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, được, đúng không? Tín hiệu đã nhận rồi. Và như vậy thì mình hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn hai cách cài đặt tần số cho bộ micro Sennheiser G4SKM500. Đây là một micro cầm tay không dây, khá là chất lượng của hãng Sennheiser. Thì mình đã hướng dẫn với các bạn cách mà cài đặt sao cho ban và channel nó trùng nhau. Và một cách thứ hai là mình giúp các bạn lựa chọn cái dải tần mình mong muốn, cái tần số mình mong muốn, không theo các cái tần số mặc định mà nhà sản xuất đã cài đặt sẵn. Cảm ơn các bạn. Nếu chia sẻ này hữu ích, rất mong các bạn sẽ chia sẻ, like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh ủng hộ cho mình các bạn nhé. Chào các bạn.